xin dạy con vào trần thế như muôn và men ươm dây ân tình nồng ấm băng giá tàn mong xin dạy con vào nhân trần như ngọn nến sáng tiêu hao thân mình chiều rọi nguồn sáng tin cho đến mai sau, cho đến con dân thân phục vụ. Lectio Divina, thư số 3, ngày 21 tháng 9 năm 2010. Sách Thánh Kinh. Father Marie Bảo Tịnh, Trần Văn Bảo, Osis, Đan viện Sito Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca, Nha Trang. Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Sách Samuel quyển thứ nhất, chương 3, câu 10. Thưa bạn, chủ đích của chúng tôi không phải là viết cho bạn về cuốn sách Thánh Kinh, nhưng là về sự tôn kính cần có đối với cuốn sách sẽ luôn đồng hành với bạn trong việc thực hành Lectio Divina. Trước hết, bạn cần phải có một cuốn sách kinh thánh. Theo chúng tôi, bạn nên có một cuốn sách kinh thánh toàn bộ, Cựu và Tân Ước, có những chú giải. Bạn dễ dàng tìm thấy sách kinh thánh ở các nhà sách công giáo. Bạn nên có một thái độ cung kính, yêu mến đối với sách kinh thánh, dành một chỗ trân trọng nhất tại nơi bạn ở, chứ đừng bạ đâu quăng đó hoặc nhét vào kẹt nào đó ở kệ sách. Đối với những bạn có phòng riêng thì việc này tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ dù nơi bạn ở có thế nào thì bạn vẫn có thể tìm ra được một chỗ trang trọng dành riêng cho sách kinh thánh. Chúng tôi đã từng thấy các đan sĩ ở Âu Châu có một chỗ thật đặc biệt cho sách kinh thánh, một chỗ ở góc phòng dành cho việc thực hành Lectio Divina. Một tấm thảm vải trên đất, một chiếc gối nhỏ đặt sách kinh thánh trên đó. Bên cạnh có một cây kiểng nhỏ hay một bình nhỏ cắm hoa tươi, một cây nến. Chúng tôi cũng đã thấy có những nữ tu trân trọng đặt sách kinh thánh trên chiếc gối ở giường ngủ của mình, trông rất thân thương. Có chị chia sẻ rằng khi thực hành Lectio Divina, chị rất thích quỳ gối bên cạnh giường ngủ của chị, dành gối êm cho Chúa Giêsu suốt ngày, và trước khi lên giường để nghỉ trưa hoặc ngủ đêm, chị đều dành ra ít phút đọc lại lời đã tiếp nhận lúc sáng sớm. Mỗi người một kiểu, một cách thế thích hợp nhất. Góc riêng tư này là nơi Chúa Kitô lời gặp gỡ bạn. Trong lúc trao đổi với các học viên về Lectio Divina, chúng tôi thường so sánh bí tích lời và bí tích thánh thể. So sánh để dẫn tới niềm tôn kính yêu mến lời và đồng thời tôn kính yêu mến Chúa Giêsu thánh thể. Chúng tôi chỉ so sánh cách chúng ta tiếp cận lời và tiếp cận thánh thể để thấy rằng chúng ta có thể đến với lời dễ dàng như thế nào. Tôi hay hỏi đùa: các chị có cả gan khi nhớ Chúa Giêsu thánh thể quá, mò vào nhà nguyện lúc không có ai, mở cửa nhà tạm để nhìn Chúa một chút cho đỡ nhớ không? Vậy mà các chị luôn có Chúa Kitô lời ở trong tầm tay các chị. Muốn ôm ấp, nâng niu, hôn yêu Chúa lúc nào cũng được. Một khi dành cho Chúa Kitô lời cách tiếp cận đơn sơ như thế, chúng ta thật dễ dàng nhớ đến Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa.
Chúng ta thường hết mình làm việc cho Chúa, nhưng thường thì lại ít làm việc với Chúa và trong Chúa. Chúa muốn chúng ta hoạt động cho Chúa, mở mang nước Chúa. Nhưng điều Chúa mong muốn hơn đó là chúng ta sống với Chúa, trong Chúa, luôn luôn kết hiệp với Chúa. Quyển sách Kinh Thánh chúng ta có trong tay, trên bàn học, trong phòng của chúng ta phải là sự hiện diện của Chúa Kitô bên cạnh chúng ta. Do đấy, đi vào thực hành Lectio Divina, chúng ta phải có thái độ tôn kính, trân trọng, yêu mến, không phải chỉ đối với sách Kinh Thánh, nhưng là đối với chính Chúa Kitô lời. Người ta cũng hay so sánh sách Kinh Thánh là một thứ nhà tạo. Điều này đúng, nhưng nhà tạo sách Kinh Thánh chứa đựng Chúa Kitô lời gần gũi chúng ta hơn. Đối với nhà tạm thánh thể, chúng ta phải tiếp cận trọn vẹn bằng đức tin và cung kính từ xa. Còn đối với nhà tạm sách Kinh Thánh, đức tin vẫn cần thiết. Tuy nhiên, do được tiếp nhận trực tiếp, chúng ta cảm được sự gần gũi thân thương hơn nhiều và có thể gặp gỡ thường xuyên. Đi vào thực hành Lectio Divina, chúng ta đến gặp gỡ Chúa Kitô lời để lắng nghe và để trò chuyện với Ngài. Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta vào kết hiệp mật thiết với Ngài. Gặp gỡ Chúa Kitô qua việc cầm đọc sách Kinh Thánh, chúng ta cũng cần phải có tâm tình yêu mến, kính trọng như gặp gỡ chính Chúa Kitô. Thái độ tôn kính này sẽ giúp chúng ta sống giờ Lectio Divina thật ý nghĩa. Chúng tôi sẽ gửi đến bạn qua kênh YouTube này một tài liệu tạm gọi là Cẩm nang thực hành Lectio Divina. Các bạn cũng có thể yêu cầu gửi cho mình qua email trên một file Word để có thể dễ dàng sử dụng lâu dài, hoặc in ra chia sẻ cho người thân. Xin hãy gửi email đến hai địa chỉ sau đây: lecdiv@gmail.com hoặc Công giáo Việt Nam@gmail.com. Anselm Osber đã nói: người ta có thể thánh thiện, rất thánh thiện mà không biết gì đến thần học, nhưng không thể thánh thiện được nếu không lắng nghe lời Chúa, không tháp nhập vào lời Chúa trong đức tin, không gắn bó với Chúa Kitô, đấng là sự thật, là ngôi lời nhập thể. Nếu không để Chúa Thánh Thần dẫn đưa mình đi trong khiêm nhu và tin tưởng, hãy là tông đồ nhiệt thành cổ võ thực hành Lectio Divina. Chân thành cảm ơn bạn. Ngày 21 tháng 9 năm 2010, Ngày Kính Thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng, Father Maria Bảo Tịnh, Oasis. Hẹn gặp lại. Mưa rơi vào lòng đất chưa lúa mọc lên, như hoa trên ngàn khung gió reo rắc ngàn hương, như con sông dài không ngừng trong nguồn nước mát. Con xin quên mình suốt đời tình mến cho. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.